Và đi chùa nhưng sợ mất dép, anh trai nghĩ ra tuyệt chiêu khiến nhiều người bái phục. Theo đó, anh để đôi dép thân yêu của mình mỗi chiếc một nơi, chồng nam, vợ bắc, chiếc ở đầu sông, chiếc ở cuối sông. Sau khoảng 15 phút thành tâm bái Phật, anh trai hớn hở bước ra với đôi dép vẫn còn nằm nguyên ở vị trí cũ, không ai đã động đến. Tuy nhiên, đôi dép của anh thì vẫn còn nguyên, chỉ có đôi vớ chân của đứa bé anh bồng bế trên tay thì sau 15 phút lại tự nhiên biến mất, khiến cho cộng đồng mạng không khỏi hoang mang. Một số người còn đề nghị lập tổ đội để đi giải cứu đôi vớ của đứa bé. Một số bình luận được mọi người để lại: mà ngộ lắm nha, tâm linh không có đùa được đâu. Tôi để ý là sao mà hay mất dép ở chùa lắm nha. Vậy không tính toán tới hồi bước ra mà mất một chiếc thay vì một đôi thì lúc đó còn tức dữ nữa. Khi mất dép chúng ta không nên cay cú, mà thay vào đó là hãy vui vẻ mà xỏ đôi dép bên cạnh để đi về. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày. Thank you.